Kính thưa quý vị khán giả, kính thưa tất cả mọi người, trong giai đoạn số ngày nay, hầu như ai cũng sử dụng điện thoại di động để liên lạc. Trên mỗi thiết bị di động của chúng ta, hầu như tất cả mọi người, ai cũng phải sử dụng phần mềm Zalo để mà giao tiếp với bạn bè, với người thân. Bởi vì ứng dụng này rất dễ sử dụng, giao diện thì thân thiện. Tuy nhiên, rất ít người biết rằng phần mềm Zalo rất là dễ bị người khác theo dõi. Đó là một cái điều nhức nhối mà hầu như ai cũng phải gặp phải. Như vậy, làm sao để phát hiện được người khác đang theo dõi Zalo của mình và làm sao để thoát khỏi vấn đề đó? Thì ngày hôm nay, mình xin hướng dẫn cùng quý vị và các bạn hãy đó là theo dõi các bước thực hiện của mình và các bạn hãy kiểm tra xem Zalo của mình có bị theo dõi không nhé. Bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi video clip của mình. Kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay mình xin chia sẻ với quý vị một cái cách mà phát hiện người khác đã đó là theo dõi cái đó là Zalo của mình. Thì trên chiếc điện thoại chiếc 7 Plus này thì Zalo trên này đã bị theo dõi. Đây là Zalo của chiếc điện thoại này quý vị. Đó. Chiếc điện thoại này. Đó. Đây là tường. Nhưng mà trên chiếc điện thoại thứ hai của mình, trên chiếc 10 này thì cũng có tài khoản luôn. Tường đang đăng nhập. Đây tường. Tên hiển thị. Tên hiển thị tường. Như vậy làm sao để mình biết đó là cái đó là điện thoại của mình đã bị người khác đó là theo dõi. Hiện giờ đây, hiện giờ đó là hai cái điện thoại này đó là tin nhắn nó giống nhau nè. Tin nhắn nó giống nhau. Nhóm ngữ văn 834 gì nè. Đây cũng vậy nè. Quý vị không tin thì quý vị thấy ở đây là nó có tin nhắn. Bên này cũng vậy. Đó. Lý do bên này mới đăng nhập cho nên nó không có hiện ra đó là cái tin nhắn. Rồi, như vậy làm sao để mình kiểm tra được trên chiếc điện thoại của mình đã bị người khác đó là theo dõi. Thì cách làm thế này quý vị. Quý vị sẽ vào cái chỗ đó là cá nhân ở góc dưới nè. Ở dưới góc dưới này có chữ cá nhân. Vô chỗ cá nhân. Rồi, sau đó quý vị chọn tới cái chỗ đó là tài khoản và bảo mật. Cái dòng tài khoản và bảo mật. Sau đó quý vị đó là phải chọn vào cái chỗ đó là các bạn chọn vào cái chỗ của mình đó là lịch sử đăng nhập. Rồi. Khi đến cái bước này thì quý vị thấy nè, trên cái điện thoại này nó đã có hai cái đó là hai cái nơi đang đăng nhập vào cái điện thoại của mình. Thứ nhất đó là cái Smart OS 10. Nghĩa là trên chiếc điện thoại này và trên đó là Windows, nghĩa là trên máy tính. Như vậy là cùng một lúc mà cái tài khoản Zalo chúng ta đang bị đó là hai cái thiết bị khác theo dõi. Rồi. Đến đây nếu như quý vị mà muốn đó là không cho người khác theo dõi nữa, quý vị chỉ cần nháy vào chỗ đăng xuất này, nháy vào và chúng ta thoát ra. Đăng xuất này ra. Đó. Rồi, báo xấu thiết bị hoặc là đăng xuất. Thì khi chúng ta đăng xuất ra thì bên này nó sẽ đó là không còn nữa là nữa. Bên đây nó sẽ load lại. Đó, quý vị thấy nó đã thoát ra ngoài rồi. Thì chúng ta không có đó là bị theo dõi nữa. Tương tự như vậy ở đây cũng vậy, chúng ta đăng xuất nó ra. Thì đó là ở các thiết bị nào đăng nhập đó thì vẫn bị đăng xuất luôn. Rồi chúng ta sẽ đảo ra. Rồi chúng ta sẽ vào lại. Kiểm tra lại một lần nữa. Vào cá nhân, vào tài khoản và mật khẩu. Rồi là sự đăng nhập lúc này là cái máy chúng ta đó là đã được đăng xuất hết rồi. Bên này nó tự động nó thoát ra rồi. Khi chúng ta đăng xuất thì nó tự động nó thoát ra. Thì vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị cái cách để mà phát hiện người khác theo dõi điện thoại của mình và cách để mà thoát khỏi sự theo dõi đó. Mong rằng quý vị và các bạn sẽ làm và có nhiều cái lợi ích nha. Thì thưa quý vị và các bạn, vừa qua mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn cái cách để mà chúng ta thoát khỏi sự theo dõi của người khác trên Zalo của chúng ta. Hy vọng rằng với cách làm này thì sẽ giúp cho quý vị đó là không bị người khác theo dõi nữa. Nếu như quý vị cảm thấy mà video clip của mình nó hay, đem lại cái lợi ích cho quý vị thì quý vị hãy thực hiện theo. Còn nếu như mà nó có hữu ích thì quý vị hãy đừng ngần ngại cho mình một lượt like, một lượt đăng ký kênh. Và còn nhiều clip rất là thú vị mình chia sẻ về cái vấn đề mà sử dụng điện thoại, các cái mẹo hay trong đời sống. Lời cuối cùng mình xin nói với quý vị đó là xin thân chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong các clip tiếp theo của mình. Bye bye.